Xin chào các anh chị ạ. Thì em đến từ cửa hàng camera Ngọc Diệp. Thì hôm nay thì em sẽ tiếp tục làm cái video là hướng dẫn anh chị là cách kết nối con camera UC 11 LED ban đêm có màu, có mẫu camera của hãng UC mới nhất năm 2021 này nhé. Thì em sau đây thì em sẽ làm cái video là hướng dẫn anh chị cách làm như thế nào để kết nối một con camera UC này một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất nhé. Thì trước tiên em tiến hành vào cái bước là hướng dẫn chị kết nối thì em sẽ nói sơ qua trước về các sản phẩm để anh chị có thể hình dung một cách rõ hơn nè. Thì camera cái mẫu này á thì nó sẽ hỗ trợ cho anh chị là 11 cái đèn, trong đó thì nó sẽ có cho anh chị là 6 đèn led qua đêm. 6 đèn led này có nhiệm vụ là bật ánh sáng trắng lên để cho hình ảnh ban đêm của mình á là nó sẽ có màu nhé. Và tiếp theo á thì nó sẽ hỗ trợ cho anh chị là 5 cái đèn hồng ngoại để cho hỗ trợ cho việc quay đêm của mình, nó sẽ hình ảnh nó sẽ tốt hơn và rõ nét hơn. Rồi thì chỉ có bao nhiêu thôi. Và tiếp theo á thì camera này thì nó sẽ có dán tem của nhãn của thương hiệu UC nè. Phía sau thì sẽ hỗ trợ cho anh chị là một cổng để cắm dây mạng LAN. Cổng này thì anh chị nếu nhà anh chị nào mà wifi yếu thì mình mới sử dụng cổng này để mình cắm dây mạng LAN vào thôi. Còn nếu mà anh chị nào mà nhà wifi mình ổn định rồi thì mình cũng không có cần phải cắm dây mạng đâu, mình bắt sóng wifi luôn để cho nó kết nối nó nhanh chóng hơn và nó đỡ có phải đi dây rườm rà rắc rối gì hết. Với lại camera này thì nó sẽ hỗ trợ cho anh chị là một cổng cắm điện 5V nè, một nút reset phía sau ba râu nè. Rồi, và hỗ trợ thêm cho anh chị là một nút reset ngay trên chỗ đầu con camera. Thì anh chị chỉ đẩy mắt camera lên cái hướng 90 độ thì anh chị sẽ có thấy một cái nút reset. Và sát bên là có khe để mình cắm thẻ nhớ anh chị nhé. Khe cắm thẻ nhớ này giúp cho anh việc là mình khi mình cắm thẻ nhớ vào thì nó sẽ không, người ta họ sẽ không có biết mình gắn cái thẻ nhớ đâu hết, để đảm bảo về việc an toàn trong quá trình lưu trữ của con camera. Rồi camera này thiết kế bên ngoài thì nó có cái màu đỏ, nó khá tương đồng với cái mẫu camera cũ và độ phân giải của nó là 2.0 Full HD 1080, giúp hình ảnh camera mình trong quá trình mình xem hình ảnh với lại trong quá trình mình xem lại thì nó sẽ hình ảnh nó sẽ rõ nét hơn, nó chất lượng hơn. Rồi thì phía dưới đít camera thì nó sẽ hỗ trợ cho anh chị một chỗ để mình gắn đế, rồi mã QR, mã code gì đó khá là đầy đủ cho mình, hỗ trợ ba râu để mình bắt sóng wifi nhé. Rồi bây giờ em sẽ hướng dẫn đầu tiên cho anh chị là cách để mình gắn cái đế camera này vào con camera như thế nào, tại vì có nhiều anh chị khi mua hàng về thì không biết cái cách nào để mình gắn cái đế này hết. Anh chị chú ý giúp em nè, chỗ phần hông đế này nó sẽ có hai cái cây để nó dư ra để mình vặn khớp vào. Đây, anh chị chỉ cần để ngay hai khớp này, anh chị vặn qua phải, chị nhấn giữ vào nhé, nhấn giữ vào vặn qua phải là được nhé. Rồi sau khi mình vặn cố định cái đế với con camera rồi thì anh chị chỉ cần khoan hai lỗ vào tường và vặn ốc vào thôi. Bên em thì có kèm cho anh chị ốc vít đầy đủ hết rồi. Anh chị muốn thì anh chị lấy ốc vít của bên em, không thì anh chị có thể tận dụng ốc vít của nhà mình hoặc gì đó tùy anh chị. Rồi thì em sẽ không có nói vòng vo nữa, thì sau đây thì em sẽ tiến hành là hướng dẫn anh chị cách kết nối con camera UC 11 LED mẫu mới nhất 2021 của hãng UC này nhé. Đầu tiên thì anh chị giúp em là mình tải phần mềm UC về điện thoại trước nhé. Rồi nếu mà anh chị giờ nào mà dùng điện thoại hệ điều hành Android thì anh chị có thể vào cửa hàng Sắc Play để mình tải về. Còn nếu mà anh chị nào dùng điện thoại iOS như iPhone rồi đó thì mình vào App Store để mình tải về giúp em nhé. Rồi em đây em dùng iPhone này, vào App Store để em tải về. Do hồi nãy em có kiếm tìm kiếm sẵn rồi, còn nếu mà anh chị nào chưa tìm kiếm ra được thì anh chị bấm một tìm kiếm anh chị nhập cái tên con camera vào giống như cái tên này, một chữ Y dài, hai chữ O, một chữ X, hai chữ E anh chị bấm vào thôi. Rồi bấm chữ tìm kiếm, nó sẽ ra được cái phần mềm cho mình ngay lập tức thôi. Đây, đây là phần mềm của nó nè, anh chị bấm tải về thôi. Chị bấm tải về. Thì cái phần mềm UC này thì dung lượng của nó thì rất là thấp thôi, nên là trong quá trình mình tải thì nó sẽ trong tốn thời gian của mình trong vòng 1 đến 2 phút gì đó thì nó tải về được rồi, nhiều lúc chưa tới 1 phút nữa. Rất là nhanh thôi, nó không có tốn dung lượng bao nhiêu của điện thoại mình hết. Cái mẫu camera UC này thì cái mẫu mới nhất này, nếu anh chị nào dùng cái mẫu này thì chắc chắn là rất ok luôn cho mình rồi. Hình ảnh thì quay đêm có màu, hỗ trợ nhiều đường led hơn. Rồi nói chung cái mẫu này là thiết kế mới nhất á, nên là anh chị dùng thì cứ yên tâm thôi. Bên em thì sẽ bảo hành cho anh chị trong vòng 1 năm á, nên là mình cứ yên tâm sử dụng nhé. Thì cái video em hướng dẫn này á thì thật sự anh chị em làm sẽ rất là chậm thôi, nên là mình cố gắng với bên là mình xem video của bên em để mình có thể kết nối thành công cái sản phẩm này nhé, tại vì nó rất là dễ thôi. Rồi sau khi anh chị tải về được rồi thì anh chị bấm vào chữ mở giúp em nè. Rồi nó sẽ gửi thông báo đến điện thoại của anh chị, anh chị bấm ok và bấm cho phép giúp em nha.
cho phép hết. Rồi chị bấm một chữ đồng ý nè. Rồi bây giờ em sẽ hướng dẫn cho anh chị là cách là đăng ký một cái tài khoản UC làm thế nào cho nó nhanh nhất nhé. Rồi anh chị bấm chú ý giúp em nè, chú ý giúp em bấm vào biểu tượng hình Facebook phía dưới nè, anh chị thấy không ạ? Biểu tượng hình Facebook nhé, bấm vào. Rồi bấm chữ tiếp tục giúp em. Rồi anh chị bấm vào chữ mở giúp em nè. Rồi tới bước này anh chị chọn vào tiếp tục nhé, chọn vào tiếp tục giúp em. Rồi chỗ này thì anh chị chọn cái dòng chữ màu trắng phía dưới nè, tôi là một người dùng mới gì đó, bấm vào phía dưới á, dòng chữ phía dưới nha, dòng chữ trắng phía dưới, chú ý giúp em. Rồi thành công rồi đó anh chị, rất là dễ thôi. Đăng ký thì chưa vòng, đăng ký tài khoản là chưa đầy một phút đã đăng ký thành công rồi. Rồi sau khi mình đăng ký thành công tài khoản rồi á, thì mình giúp em mình cắm điện, nguồn điện cho con camera nhé. Rồi mình cắm điện vào, bắt đầu mình cắm cho nguồn điện nó vào camera này, phía sau đi, sau ba râu camera nó sẽ có chỗ để mình cắm nguồn điện vào, anh chị chỉ cần cắm vào thôi là được nhé. Rồi cái này là nó sẽ bị dư ra một tí nhá, anh chị gắn vào mà cảm thấy nó ok rồi là mình không cần đó, nó sáng đèn lên là vào điện rồi, nó sẽ dư ra một khúc chỗ đây chứ không phải là nó sẽ cắm vào hết nha, anh chị lưu ý giúp em. Rồi sau khi cắm vào thì camera nó sẽ sáng đèn lên á. Đó, nhìn rất là xịn sò luôn. À, cái mẫu camera này là cái mẫu gắn trong nhà nhé. Cái mẫu này thì nếu mà anh chị nào muốn mua camera mà mình muốn gắn ở ngoài trời á, mình quan sát ngoài đường hay là quan sát phía trước á, thì bên em có mẫu camera chuyên cho ngoài trời luôn. Anh chị có thể tham khảo, anh chị vào có trang bên em á, camera 360 UC, cái đường link của trang em sẽ để dưới phần mô tả, thì anh chị cứ bấm vào nhắn tin mình cần tư vấn mẫu camera ngoài trời á, thì nhân viên bên em họ sẽ liên hệ để tư vấn cho anh chị. Anh chị nhớ để lại số điện thoại của mình nhé, để bên em có thể liên hệ tư vấn với anh chị một cách nhanh hơn. Rồi sau khi anh chị cắm nguồn điện vào cho con camera, camera nó khởi động thành công rồi á, thì anh chị bấm vào phần mềm UC giúp em. Rồi anh chị lưu ý chỗ phần này giúp em nè, là anh chị phải kiểm tra kỹ với em là điện thoại anh chị á là đã tắt dữ liệu di động chưa nhá. Mình lưu ý là phải tắt dữ liệu di động và bật vị trí điện thoại lên giúp em. Đây em hiện tại là em tắt dữ liệu di động rồi và bật vị trí điện thoại rồi. Anh chị phải nhớ giúp em là tắt dữ liệu di động và bật định vị của điện thoại đây nhá. Tại vì nếu mà không có tắt dữ liệu di động mà không bật định vị á thì camera nó sẽ không kết nối được nhá. Rồi mình bắt đầu mình bấm nè. Nếu anh chị bấm vào dấu cộng phía giữa màn hình nó cũng được, hoặc là dấu cộng bên góc phải nó cũng được nhá, tùy mình nhá. Nếu mà không có dấu cộng ở góc giữa đây thì anh chị bấm vào phía bên phải giúp em, mình bấm vào dấu cộng. Rồi anh chị chọn cái dòng thứ hai này, kết nối mạng nhanh á, anh chị rõ mà bấm vào kết nối mạng nhanh giúp em. Rồi chỗ này thì mình nhập wifi nhà mình vào thôi. Mình giúp em là lưu ý là nhập đúng mật khẩu wifi nhá, tại vì nhập sai mật khẩu wifi thì camera nó cũng không kết nối được đâu. Nếu mà anh chị này dùng iPhone á, mật khẩu wifi anh chị chữ cái chữ cái đầu tiên là chữ á, cái đầu tiên là chữ á, thì anh chị kiểm tra giúp em cái chữ đó viết thường hay viết hoa. Nếu viết thường thì anh chị phải chỉnh viết thường giúp em, tại vì iPhone nó sẽ tự động viết hoa cái chữ cái đầu tiên á. Rồi sau khi nhập mật khẩu wifi rồi vào rồi, anh chị kiểm tra lại một lần nữa giúp em là đúng mật khẩu chưa. Nếu mà đúng rồi á thì mình bấm vào chữ tiếp tục giúp em nè. Rồi tới bước này á thì anh chị không cần phải đợi ngay tiếng du gì đâu, anh chị bấm trực tiếp vào cái dòng chữ xanh xanh đây giúp em luôn, là ngay thấy tiếng du bấm vào luôn giúp em nhé, không cần phải đợi hết nhé. Rồi tới bước này anh chị bấm vào đi kết nối điểm nóng AB luôn giúp em. Rồi nó sẽ hiện ra một cái mã wifi của con camera này, anh chị thấy không, GWAB, cái mặt wifi mà không có mật khẩu á, với lại có chữ GWAB và một cái dãy số ID sản phẩm phía sau á, anh chị bấm kết nối vào giúp em. Rồi sau khi kết nối vào được rồi á thì anh chị bấm quay lại phần mềm UC giúp em. Nó có thể gửi tin nhắn đến cho anh chị bấm vào tin nhắn cũng được, còn nếu mà nó không gửi tin nhắn tới á thì anh chị bấm quay lại phần mềm giúp em là được nha. Rồi tới bước này thì anh chị đi in cho nó kết nối thôi, mình không cần phải thao tác bấm vậy nha, cứ đi in vậy cho nó chạy phần trăm là được. Đang kết nối, vui lòng chờ đợi. Thiết bị đã tải lên,
cái này kết nối rất là dễ và nhanh thôi, nên là anh chị cứ xin video em làm, anh chị sẽ làm được hết á, nên là mình cứ yên tâm thôi. Rồi tới bước này thì anh chị đặt tên cho nó. Nó sẽ có những cái tên mẫu của nhà sản xuất họ có tạo sẵn nè, anh chị bấm vào cũng được, không thì mình tạo cái tên riêng. Lưu ý cho em là viết không có dấu nha. Camera một gì đó, hay là camera ngọc diệp gì đó, thì anh chị muốn đặt tên gì đặt thôi, nhưng mà viết không dấu giúp em. Rồi bấm xác nhận kiểm tra thiết bị của tôi, bấm vào. Đây anh chị thấy mà, phần dòng ở dưới nè, xác nhận kiểm tra thiết bị của tôi, bấm vào giúp em. Rồi nó sẽ có như thế này, thì anh chị bấm phía ngoài màn hình nó để cho nó mất đi là được nhé. Đó. Rồi anh chị bấm vào sim camera thôi. UC muốn truy cập micro thì anh chị bấm OK giúp em, để cho mình có thể đàm thoại hai chiều á. Rồi anh chị bấm màn hình để xem camera nha. Thì hiện tại khi kết nối á, mới kết nối á, thì camera nó sẽ được để cái chế độ hình ảnh xem á, là chế độ HD thôi. Anh chị chỉnh về chế độ HD giúp em nha. Anh chị bấm vào màn hình nè, bấm vào màn hình một cái thì cho nó hiện cái chữ HD phía bên góc trái này, anh chị thấy không? Anh chị bấm vào chữ HD, chị chọn HD thì hình ảnh nó sẽ rõ hơn nhé. Rồi anh chị muốn xoay thì anh chị cứ vuốt màn hình thôi, là camera nó sẽ xoay theo ý muốn của mình thôi. Rất là ok luôn, khá là mượt. Rồi sau khi mà anh chị muốn xem mình bật đèn led lên á, thì sẽ hướng dẫn cho anh chị luôn nhé. Có nhiều anh chị thì không biết cái phần này thì em sẽ hướng dẫn cụ thể cho anh chị luôn. Anh chị bấm vào cái dấu ba sọc phía bên góc phải này, phía dưới này, anh chị thấy không? Đây chỗ tay em chỉ đây, chị bấm vào. Rồi anh chị bật cái biểu tượng có dòng chữ là ánh sáng trắng, anh chị bấm vào ánh sáng cái đèn led lên nó, anh chị thấy không? Rồi anh chị muốn tắt thì anh chị cứ bấm tắt vào thôi đó. Rồi anh chị nào muốn mà đàm thoại hai chiều á, thì anh chị nhấn giữ vào cái mic ở giữa đây, anh chị nói là camera nó sẽ phát ra tiếng nha. Alo đó, do hai thiết bị em đang đĩa gần nhau á, nên là sẽ bị rè. Còn nếu mình đi xa mình nhấn giữ mic, nhấn cái mic giữ á, mình nói thì camera nó sẽ không bị rè nhiễu sóng như vậy đâu. Rồi còn anh chị nào muốn nghe âm thanh từ con camera nó thu lại, nó phát qua điện thoại mình á, thì anh chị bấm vào cái biểu tượng hình cái loa này, anh chị thấy không? Bấm vào, mình nói là camera sẽ phát ra tiếng nha. Đó, rất là âm thanh rất là ok luôn. Rồi anh chị nào mà muốn cài đặt cảnh báo hay là gì đó thì anh chị bấm vào biểu tượng cài đặt nè. Đó, biểu tượng hình răng cưa phía góc phải này, em bấm lại cho anh chị chú ý hơn nhé. Anh chị chú ý về nè, biểu tượng hình răng cưa phía góc phải nè, bấm vào. Rồi anh chị kéo xuống dưới đây, chỗ cảnh báo theo dõi đối tượng rồi đây, anh chị bật vào chế độ báo thức nè. Rồi anh chị bấm chỗ phần bộ rung này, anh chị thấy không? Em để gần lại cho anh chị có thể quan sát kỹ hơn nhé. Bấm vào chữ bộ rung nè, bấm vào, chọn 1 phút giúp em. Rồi anh chị bấm trở về, thấy trở về ra màn hình chính luôn nha. Đây là gọi màn hình chính nè, anh chị bấm vào biểu tượng là đây không báo động nè, chị thấy không? Bấm vào giúp em. Rồi bấm đừng nhắc lại nữa nè. Rồi tôi đã biết nè, khi mà có chuyển động á thì camera sẽ hú lên, có anh chị thấy không? Nó sẽ hú lên, cái tay này nó vừa rút qua thì nó thấy cái chuyển động nó sẽ hú lên. Anh chị muốn tắt anh chị bấm qua hủy bỏ tắt cái gì nè, xác nhận. Rồi anh chị bấm vào biểu tượng cảnh chỗ mà đây nè, anh chị bấm vào cho tắt đi. Đó, mình bật chỗ đây luôn, mình tắt chỗ đây luôn giúp em nhé. Anh chị thấy rõ mà. Rồi rồi anh chị nào muốn cài đặt cái chế độ làm camera nó xoay theo chuyển động á, thì anh chị làm theo hướng dẫn nè. Anh chị bấm vào biểu tượng dấu ba chấm nè, anh chị thấy không? Biểu tượng dấu ba chấm, rồi bấm vào cài đặt. Rồi anh chị vuốt xuống dưới, anh chị bấm vào cái chế độ là theo dõi đối tượng nè, anh chị thấy không? Theo dõi đối tượng, chị bật lên. Rồi khi có chuyển động thì camera sẽ xoay theo thôi nè. Thì em đó, nó xoay theo chuyển động luôn. Nhưng mà cái chế độ mà theo dõi đối tượng này á, thì mình thật sự thì mình cũng không nên bật lên nữa làm gì hết. Tại vì nếu mà 2-3 người họ vào á, thì camera nó chỉ xoay theo một người thôi anh chị nhé. Cái này là tùy theo cái nhu cầu của anh chị để mình bật hay là mình tắt cái chế độ này đi. Mình muốn tắt thì mình bấm vào chỗ đây để cho tắt đi thôi. Ok, nó sẽ không có xoay theo đối tượng nữa. Rồi
Rồi bây giờ em sẽ hướng dẫn cho anh chị thêm một cái nữa. Cái video này sẽ là em sẽ làm hướng dẫn đầy đủ về chức năng hay là của con camera đầy đủ cho anh chị luôn. Nên anh chị chú ý lưu ý làm theo video giúp em. Đây, bây giờ em sẽ hướng dẫn cho anh chị là cách là ví dụ cho camera nó sẽ lưu một cái vị trí mình ưa thích, gọi là vị trí ưa thích đó. Vị trí đó thì anh chị thường xuyên để xem cái vị trí đó thì anh chị bấm vào xem camera như em nè. Rồi anh chị bấm vào dấu ba sọc phía dưới góc phải nè. Rồi anh chị bấm thường thấy vị trí nè, bấm hình ngôi sao để anh chị thấy không? Để em đi sát lại cho anh chị. Bấm vào thường thấy vị trí này, hình ngôi sao á, chị bấm vào. Rồi anh chị bấm vào dấu cộng đây. Đó, dấu cộng đây nè. Anh chị bấm vào. Ví dụ đây là góc cố định đang lưu, em lưu góc này nha. Ví dụ em đang lưu góc này. Rồi anh chị đợi tí nè. Em thoát ra. Em thoát ra, em bấm vào cho anh chị xem. Rồi em bấm vào xem camera nè. Ví dụ em điều khiển đi qua chỗ khác đúng không? Xoay qua chỗ khác nè. Rồi em muốn cho nó xoay là cái vị trí hồi nãy mới đặt á, em bấm vào dấu ba sọc nè. Bấm vào thường thấy vị trí hình ngôi sao nè. Em chọn lại cái góc hồi nãy mới lưu nè. Bấm vào. Đó, nó sẽ tự động nó xoay lại cái góc đó luôn. Mình không cần phải điều khiển gì hết. Rất là thuận tiện cho mình luôn. Thì cái này nó sẽ có thể lưu được nhiều cái vị trí khác nhau á, nên là anh chị muốn lưu vị trí nào anh chị điều khiển camera tới vị trí đó rồi anh chị bấm lưu cái vị trí đó lại là được nhé. Rồi bây giờ em sẽ hướng dẫn cho anh chị thêm á là cái cách để mình gắn thôi nhé. Thì anh chị cần đẩy mắt camera lên trên vậy thôi, anh chị để mặt ngửa mặt đồng của cái thẻ nhớ mình gắn vào đây. Hiện tại do em làm video không có thẻ nhớ chỗ đây nên là em không có hướng dẫn cụ thể được. Anh chị gắn cái thẻ nhớ vào chỗ đây, để mặt đồng hướng lên trên nhé, gắn thẻ nhớ vào. Rồi trong vòng 30 phút đến 1 tiếng sau thì camera nó mới lưu lại cho mình. Anh chị muốn xem lại á thì anh chị bấm trở về này ra màn hình chính nè. Rồi anh chị bấm vào cái biểu tượng có chữ xem lại nè, anh chị thấy không? Xem lại nè, bấm vào. Rồi cái chỗ này á là không phải cái chỗ để lưu trữ trên thẻ nhớ nha. Cái này là mình sẽ tốn tiền một tháng là 90.000 á, rất là tốn chi phí của mình. Mình có thẻ nhớ rồi á thì bấm vào cái chỗ phần nội dung tự quay nè, anh chị thấy không? Sát cái chỗ phát lại đám mây này nó có chữ phần nội dung tự quay nè, anh chị bấm vào. Đây, chỗ này là chỗ để nó lưu trữ hình ảnh trên thẻ nhớ nè. Anh chị bấm vào đây xem thôi. Hiện tại do anh chưa gắn thẻ nhớ này nó chưa có lưu. Trong này nó sẽ có ngày giờ tháng năm cho anh chị hết. Anh chị muốn xem ngày nào anh chị bấm vào anh chị xem thôi. Lưu ý giúp em là phần nội dung tự quay nhé. Phần nội dung tự quay là chỗ để lưu trữ thẻ nhớ nhé. Bấm vào đó đi xem lại nhé. Rất là dễ luôn. Còn anh chị nào mua camera thêm một cái nữa đó, anh chị muốn kết nối thêm thì anh chị cứ bấm vào dấu cộng thôi. Rồi bấm như nãy mới hướng dẫn đó, kết nối bằng nhanh là làm thao tác như nãy mới hướng dẫn thôi, nó sẽ kết nối được thôi. Lưu ý giúp em là trong quá trình kết nối thì phải tắt dữ liệu di động đi giúp em, không có gắn thẻ nhớ vào camera nha. Kết nối xong rồi mới gắn thẻ nhớ giúp em nhé. Rồi thì cái video này thì em hướng dẫn đến đây thì xin kết thúc rồi. Video này thì đến đây thì nó em cũng khá là dài rồi nên là em sẽ xin kết thúc video tại đây. Nếu mà anh chị nào thấy video này hay và hữu ích đó, thì cho em xin một lượt đăng ký nhé và một lượt chia sẻ. Còn nếu mà trong quá trình sử dụng á, anh chị mua sản phẩm bên cửa hàng bên em á, trong quá trình sử dụng á, anh chị có cần hỗ trợ hay là có thắc mắc gì về sản phẩm á, thì anh chị có thể nhắn tin trực tiếp qua hai cái số điện thoại Zalo em có in sẵn trên cái thẻ bảo hành á. Anh chị nhắn tin trực tiếp qua hai số điện thoại Zalo giúp em. Anh chị kêu là sản phẩm anh chị là bị cái gì hay là anh chị cần hỗ trợ vấn đề gì thì nhân viên bên em họ sẽ liên hệ để họ trả lời cho anh chị qua Zalo luôn nhé. Thì ở khung giờ làm việc bên em ở bên bộ phận kỹ thuật á thì từ 8 giờ tới 5 giờ chiều nhé, 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều nhé. Anh chị cứ liên hệ cái khung giờ đó thì bên em sẽ hỗ trợ cho anh chị. Thì video em thì xin kết thúc tại đây. Thì em nếu mà anh chị nào cần em làm thêm cái video gì về sản phẩm camera hay là anh chị muốn em giới thiệu về cái sản phẩm nào hay là đánh giá về một cái mặt hàng sản phẩm camera nào á thì anh chị có thể để lại bình luận phía dưới phần, để lại comment á dưới phía dưới phần bình luận á thì em sẽ đáp ứng cái nhu cầu của anh chị. Thì số điện thoại hotline bên em á là 022 028 222 35321 nhé. Em xin nhắc lại một lần nữa là 022 222 35321. Còn địa chỉ cửa hàng bên em là ở 8-7B Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Thì nếu mà anh chị nào muốn trực tiếp vào cửa hàng để mua sản phẩm luôn thì anh chị cứ qua địa chỉ đó thì bên em sẽ có nhân viên họ sẽ tư vấn bán hàng cho anh chị. Thì nếu mà anh chị qua cửa hàng để mua sản phẩm á, thì anh chị qua từ 8 giờ tới 10 giờ tối thì luôn lúc nào cũng có nhân viên bên em bán hàng cho anh chị nhé. Dạ rồi, thì em xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ạ.